Chào tất cả quý cô chú chị khách hàng nha. Em lên sóng giới thiệu cho cả nhà mình một phôi gốc cà te gõ đỏ vân cực quýt, chất gỗ thì già đanh nha. Phôi đây là 82 cân, phôi này thì đục tượng này, đục cóc này, tiện chum này, đều vip. Đồng đặc luôn mọi người nhé, cắt tỉa gọn gàng hết rồi, 82 cân. Phôi này có chiều cao là được 58 cm. Đây, ngang ở phần bụng đây mọi người này, ngang từ mép bên đây qua bên đây là được 48 cm. Chiều sâu ở bụng mọi người nhé, đây em đo chiều sâu ở bụng này là được 36 cm. Còn trên đầu đây, từ đây qua đây 45 45 25. Đấy, trên đầu đây này, tim kín mít luôn, được tiện đều vip luôn. Từ đây qua đây là quyền 48 cm, từ đây qua đây 48 cm. Đục cóc, đục tượng tiện chum. Anh xoay cho em cái, anh xoay rồi, anh xoay rồi, ok. Đấy mọi người này, nhìn cái độ dày này, độ dày qua đây là 36 37 cm 36 thôi. Rồi anh xem tiện chum thì bao đẹp luôn. Đấy, mặt sau đây đục tượng, đục cóc, tiện chum, làm đôn đều vip. Rồi bác xem tiếp, chật gỗ nó già lắm mọi người nhé, già đanh luôn ấy. Đây mọi người nhìn này, vân này. Đấy, xong bác xoay, bác xoay vòng nữa, bác ngửa đi xem. Rồi bác ngửa đấy xem. Đấy, vân này mọi người nè, vân này kinh điển chưa. Đấy, sụn xiếc này. Đấy, tim nó chỗ này nhé, tim kín mít luôn này. Ở đây nó sẽ có kẹp một xíu xíu này. Ở trùng cục đây là quá đẹp mọi người. Đây mọi người. Đấy, sụn 82 kg. Đục cóc tiện chum. Đấy, tiện chum mọi người nhé, tiện chum nằm này, bao đẹp luôn. Đục tượng. Rồi cô chú chị thiện chí với phôi gốc này liên hệ em nhé, 0338918991. Đây, đây là chỗ này máy trà, nhưng mà cái dây nhám nó hết đấy rồi, hết chấu rồi, nó đen. Gỗ già lắm, cứng ngắc luôn mọi người. Vân này nó quá đẹp rồi. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Đây, dựng kiểu này cũng đẹp này. Mọi người nhìn không? Dựng kiểu này cũng vip này. Ấy, quá đẹp.